tại thành phố Cần Thơ, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2024 chính thức được khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và thành phố Cần Thơ. Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2024 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 với trên 400 gian hàng của 100 doanh nghiệp và các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước tham dự. Trong đó đặc biệt là các thương hiệu lớn trong lĩnh vực cơ khí, thiết bị, máy móc, nông cụ và các gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm đến từ các tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều chương trình hoạt động như hội thảo, chương trình quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp và văn nghệ hàng đêm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội tìm kiếm khách hàng, tăng cường kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy hải sản, cũng như giới thiệu về những tiến bộ khoa học, thành tựu mới trong lĩnh vực nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.